Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một sản phẩm, đó chính là thuốc trừ sâu Vitosan 350SC, một trong những giải pháp hiệu quả và tiên tiến nhất để có thể bảo vệ cây trồng khỏi sâu hại và côn trùng gây thiệt hại. Vitosan 350SC chứa các hoạt chất chính là thiamethoxam kết hợp với phụ gia và dung môi, đảm bảo hiệu quả cao trong việc phòng trị và đặc trị sâu, tác dụng tiếp xúc, vị độc và nội hấp mạnh khi phun từ 2 đến 4 giờ, giúp bảo vệ cây trồng hiệu quả và không bị rửa trôi khi gặp thời tiết bất lợi, phổ tác dụng rộng, phòng trừ được nhiều loại sâu ăn lá và côn trùng chích hút đa dạng các loại cây trồng, phòng trừ rầy nâu hại lúa một cách hiệu quả, đặc trị nhóm côn trùng chích hút như là rầy mềm, rẹp dính, rẹp sáp, rầy bông xoài, rầy trọng cánh, bọ trĩ, bọ xít mũi, bọ phấn và sâu bẫy vồ trên các loại cây như là lúa, mía, bắp, rau ăn quả hoặc rau ăn lá, cây có múi, cây cảnh. Vitosan 350SC có khả năng diệt nhầy nhanh chóng và triệt để, kéo dài tác dụng từ 3 đến 4 tuần sau khi phun. Đặc biệt, sản phẩm này còn diệt được cả trứng rầy mới nở và rầy trưởng thành, không để lại vạch hàng sau khi phun. Liều lượng pha 1,5 đến 2 ml thuốc cho 25 lít nước hoặc sử dụng 20 đến 30 ml thuốc cho mỗi hecta, pha loãng trong 400 lít nước. Chú ý, phun thuốc ngay khi phát hiện rầy cám xuất hiện trên ruộng, phun vào phần gốc và lá bẻ lá để hiệu quả cao nhất. Bà con muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 được tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc mình cũng có thể truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin.